Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tipcar. Trước mặt chúng ta là một mẫu xe SUV cỡ trung cao cấp lần đầu tiên được mở bán trên thị trường Việt Nam. Mẫu xe Volkswagen Touareg và đây là phiên bản Luxury với giá bán gần 3,5 tỷ đồng. Đây chắc hẳn là mẫu xe khiến cho những quý vị mà đang có ý định mua BMW X5 hay là Audi Q7 hay là Mercedes-Benz GLE sẽ phải đắn đo. Vậy thì chiếc xe này có cái gì đặc sắc, ưu và nhược điểm ra sao? Chúng ta cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những yếu tố quan trọng nhất của chiếc xe này. Touareg là mẫu xe SUV cao cấp nhất của thương hiệu Volkswagen, chia sẻ nền tảng khung gầm với những mẫu xe hạng sang ví dụ như là Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga. Về động lực thì mẫu xe này được trang bị động cơ 2.0 lít tăng áp và các thông số về công suất hay là sức kéo quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình, khoảng 250 mã lực và 370 Nm. Đi cùng với động cơ này là một hộp số tự động 8 cấp. Và một thông số vô cùng quan trọng đó chính là sức kéo đạt được ở mức tối đa tại số vòng tua cực kỳ thấp, chỉ khoảng 1.600 vòng một phút. Một thành tố quan trọng không thể không kể đến đó chính là hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao hoàn toàn tự động theo chế độ vận hành mà chúng ta lựa chọn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng núm xoay để nâng hoặc là hạ độ cao tùy theo cái điều kiện địa hình mà chúng ta đang vận hành. Đặc biệt quan trọng và cũng là vũ khí trên chiếc xe này đó chính là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, danh tiếng 4Motion, có thể kiểm soát trượt độc lập ở từng bánh xe. Về kích thước thì chiếc xe này có tổng chiều dài là khoảng 4,9m. Như vậy là cũng tương đương với một số dòng xe SUV hạng sang, ví dụ như là Audi Q7, BMW X5 hay là Mercedes-Benz GLE. Về thiết kế tổng thể thì chúng tôi đánh giá rằng Volkswagen cũng là một thương hiệu mà có cái cá tính, có phong cách rất đặc trưng. Trang bị nổi bật ở phần ngoại thất thì kể đến đó chính là hệ thống đèn. Đây chính là hệ thống đèn Full LED, tự động bật tắt, mở rộng góc chiếu, điều chỉnh khoảng chiếu sáng, hỗ trợ thời tiết xấu và tích hợp cả chức năng đèn chờ dẫn đường. Ngay khi mà ngồi vào và khám phá không gian nội thất xe thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta được chăm sóc tỉa tót đến từng chân tơ kẽ tóc trong chiếc xe này. Đầu tiên phải kể đến đó chính là cửa hít. Đó. Và tiếp đó là cả ghế người lái và ghế hành khách phía trước đều chỉnh điện đa hướng, có massage luôn và nhớ 3 vị trí. Phía trước vô lăng là một màn hình đa thông tin, kích thước là 12,3 inch. Trên màn hình này chúng ta có thể kiểm soát rất nhiều thông tin thông qua nút bấm ở trên vô lăng. Bên trái vô lăng thì có lựa chọn kiểm soát Cruise Control hoặc Speed Limit. Tuy nhiên, thứ mà tôi cảm thấy bị hút mắt khi mà ngồi về đây, đó chính là một cái màn hình giải trí đa thông tin, kích thước tới 15,3 inch. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái màn hình này. Ở trên này thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những cái chức năng mà chúng ta thường xuyên sử dụng trong quá trình vận hành xe thì được hiển thị hết lên đây. Như vậy là cho dù đây là một màn hình cảm ứng nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Và đây, cái hàng dưới này chúng ta sẽ thấy là nó chi tiết đến mức nào. Ví dụ, ghế lái này. Và chức năng massage ở hàng ghế trước này, cả hai ghế đều có tới 8 chế độ. Kết hợp sưởi hoặc là thông gió ghế. Điều chỉnh cực kỳ chi tiết tất cả mọi vị trí của xe. Và thậm chí ở đây chúng ta còn có thể điều chỉnh cả cái phần bo lưng và bo đùi. Đây, ví dụ, đây là phần bo đùi này. Rộng ra này, hẹp vào này. Đó. Và tương tự như vậy, bên ghế hành khách cũng có điều chỉnh rất nhiều chức năng. Có thể nói là Volkswagen rất chiều chuộng người ngồi ở ghế phía trước. Và một chức năng rất quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua, đó chính là hỗ trợ quan sát camera toàn cảnh 360 độ. Đó, camera đã làm việc. Tuyệt vời. Nếu như chúng tôi dùng một cái từ gọi là camera nét xuất sắc thì có lẽ là quý vị sẽ bảo là quá khen. Chúng ta thử cùng đánh giá chất lượng camera của chiếc xe này. Màn hình này đương nhiên là cũng có kết nối Apple CarPlay hay là Android Auto. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì chúng tôi phát hiện ra điều này. Đấy, mặc dù là kích thước của màn hình rất lớn, tới 15,3 inch và được bẻ cong một cách rất là sành điệu. Tuy nhiên khi mà kết nối Apple CarPlay thì nó lại thu nhỏ lại như thế này. Hệ thống màn hình này cũng có một cái phần mềm dẫn đường. Tuy nhiên là chúng tôi cảm thấy là nó không thực sự chi tiết. Bây giờ chúng tôi sẽ thử sử dụng một cái thiết bị Android Box, biến một cái màn hình nguyên bản của xe thành màn hình Android. Đó, cắm thiết bị Android Box vào, cũng như vậy luôn. Hiển thị lọt thỏm trong cái màn hình này. Thực sự là hơi tiếc một chút. Nếu như mà được hiển thị tràn màn hình thì chắc là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra thì màn hình này cũng có một cái chức năng
mà rất thời thượng ngày nay, đó chính là điều khiển bằng giọng nói. Tuy nhiên rất tiếc là cái chức năng này thì lại chỉ sử dụng tiếng Anh, cho nên là sẽ bất tiện với rất nhiều quý vị. Đi cùng với màn hình này là một hệ thống loa DIN Audio âm thanh vòm tới 7.1 và tổng công suất của hệ thống loa này là 730W. Đèn chiếu sáng nội thất ambient light, ở đây chúng ta có thể điều chỉnh rất linh hoạt tới 30 màu tùy thuộc vào tâm trạng của chúng ta. Và không thể thiếu đó chính là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cần số được thiết kế rất độc đáo, kết hợp cơ điện tử, viền rất là tinh tế. Ở vị trí này chúng ta sẽ thấy một số những cái cụm nút bấm, ví dụ như là phanh dừng điện tử, giữ phanh tự động. Và đây, một cái chi tiết mang tính chất công thái học rất cao. Chúng ta có thể vừa lái xe, không cần nhìn, vẫn có thể điều chỉnh âm lượng của hệ thống giải trí rất thuận tiện. Cụm nút xoay bên này thì là lựa chọn các chế độ vận hành. Chúng ta có tới 7 chế độ vận hành đây. Eco, Comfort, chế độ thông thường, chế độ thể thao, theo yêu cầu, Off-road, địa hình băng tuyết. Tôi đang ngồi hàng ghế thứ hai và độ rộng thì chúng ta không có gì phải phàn nàn. Thực sự là rất rộng. Ở đây thì có rất nhiều những tiện ích, ví dụ như là hai dàn lạnh riêng cho hai ghế. Lưng hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độ ngả. Tuy nhiên, độ ngả lưng ghế thì tôi cảm thấy chưa được hài lòng cho lắm. Về trang bị an toàn thì chiếc xe này được trang bị gọi là ổn trong tầm giá thôi, chứ không thật sự là phong phú. Với chiếc xe này thì chúng tôi đặc biệt ấn tượng về hệ thống khung gầm, bao gồm không những là thép nguội, thép tạo hình nóng mà còn rất nhiều chi tiết bằng nhôm để vừa giảm trọng lượng, tiết kiệm mức tiêu hao nhiên liệu mà còn tăng độ cứng vững. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và cảm nhận những cái gì đặc sắc nhất, nổi bật nhất về tính năng vận hành của chiếc xe Volkswagen Touareg này. Đầu tiên như thường lệ đó chính là sự tinh tế và khả năng cách âm. Theo kết quả từ thiết bị chuyên dùng của chúng tôi thì khả năng cách âm của chiếc xe này ở mức là xuất sắc. Cụ thể là ở tốc độ 50 km/h, chỉ số độ ồn đo được là khoảng 57 đến 58 decibel. Còn ở tốc độ 100 km/h, chỉ số độ ồn đo được là khoảng 63 decibel. Tất cả các nguồn ồn, ví dụ như là vách ngăn động cơ, thân vỏ hay là phần gầm xe đều được kiểm soát ở mức rất tốt. Chúng ta cũng cần phải chấp nhận một sự thật rằng đây là một chiếc xe có hệ thống sassi liền khối. Chính vì vậy, khi mà di chuyển qua những cái đoạn đường nhám với tốc độ cao thì sẽ có một chút tiếng ồn rất là nhẹ vọng từ dưới phần gầm xe vọng lên. Tiếp đó là cảm nhận về hệ thống lái. Thì đây là một hệ thống lái có thể nói là cực kỳ linh hoạt. Cụ thể là số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải chỉ có khoảng 2,2 đến 2,25 vòng. Chính vì vậy mà trong hầu hết các tình huống, cho dù là quay đầu xe hoặc là ôm cua trên những cái đoạn đường có thể nói là cua rất gấp, thậm chí là cua tay áo, thì đôi tay của chúng ta cũng luôn luôn cảm thấy rất thoải mái, rất nhàn. Bởi vì gần như là chúng ta không bao giờ phải đảo tay trong hầu hết các trường hợp. Khi mà di chuyển ở tốc độ thấp thì cảm giác là nhẹ nhàng, dễ chịu. Khi mà di chuyển tốc độ cao trên xa lộ lên tới khoảng 100 km/h, thậm chí là hơn nữa, thì vô lăng cũng chỉ nặng hơn và đầm hơn một chút so với việc là chúng ta di chuyển trong thành phố. Chính vì vậy mà về cơ bản thì đây là một hệ thống lái phù hợp với những quý vị mà muốn một cái cảm giác lái thư thái và dễ chịu, chứ không phải là dành cho những quý vị mà đam mê cảm giác lái thể thao. Tiếp theo là về sức mạnh và sự bứt phá của động cơ. Chiếc xe này được trang bị động cơ 2.0 lít tăng áp. Và về độ bốc thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy chưa được thỏa mãn cho lắm nếu như so sánh với một số đối thủ xe sang. Cụ thể là trên đường giao thông thực tại Việt Nam, chiếc xe mất khoảng hơn 3 giây để tăng tốc từ 0 đến 50 km/h. Từ 0 đến 100 km/h thì mất khoảng hơn 8 giây. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng tăng tốc của chiếc xe này ở tốc độ trung bình và tốc độ cao chỉ ở mức khá tốt thôi, chứ chưa thật sự là xuất sắc. Về độ trễ chân ga, có lẽ là với những quý vị mà đam mê cái cảm giác hưng phấn hay là bốc lửa thì sẽ mong muốn là cái cảm biến chân ga nó nhạy hơn một chút nữa. Đó là chúng tôi đang nói tới khả năng vận hành của động cơ khi mà chúng ta đang ở chế độ thể thao. Hệ thống treo cũng được kiểm soát rất là tốt. Với những quý vị mà thường xuyên di chuyển trong phố chẳng hạn thì có thể chọn chế độ Comfort hoặc là chế độ Eco. Như vậy là chân ga sẽ rất là dịu êm. Ngoài ra hộp số tự động 8 cấp cũng kết hợp một cách rất là nhuần nhuyễn và làm việc thực sự là rất mượt mà. Bên cạnh đó thì chiếc xe này được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Tùy theo điều kiện vận hành của xe, thậm chí là trong một số tình huống, ví dụ như là chúng ta khi mà thốc ga để tăng tốc thì lực kéo được truyền sang cầu trước có thể lên tới khoảng 70%. Ngay cả khi chúng ta thốc ga cực kỳ thúc ép ở chế độ thể thao chẳng hạn thì chúng ta vẫn cảm thấy là chiếc xe vọt đi một cách rất là êm dịu, chứ không hề có cái cảm giác là cái phần đầu xe nó chồm lên. Chính vì vậy mà với những quý vị mà đề cao cái tính năng vận hành tinh tế
thì đây chính là cái đặc tính mà quý vị đang tìm kiếm. Bây giờ chúng tôi đang di chuyển trên một con đường đèo và tôi sẽ thử chuyển sang chế độ thể thao. Cảm nhận đầu tiên đó chính là sức mạnh của động cơ, phản ứng mạnh mẽ hơn hẳn so với ở chế độ D thông thường và sức kéo cũng lớn hơn rất nhiều. Theo công bố thì sức kéo lớn nhất của chiếc xe này đạt được ở số vòng tua chỉ 1.600 vòng một phút. Đây thực sự là một con số vòng tua cực kỳ thấp. Điều này đồng nghĩa với việc là ngay khi chúng ta chỉ cần mớm nhẹ chân ga thôi là chiếc xe đã đạt sức kéo tối ưu rồi. Chính vì vậy mà ngay cả khi chúng ta cho dù có chở đủ tải, leo những con dốc rất cao, di chuyển với tốc độ chậm thì chiếc xe vẫn luôn luôn tỏ ra vô cùng hăng hái và rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử những cái cú tăng ga khi mà leo dốc và cảm nhận tiếp theo đó chính là quá trình chuyển số. Phải nói là chuyển số cực kỳ nhanh. Trong quá trình đổ đèo với những con dốc xuống thì bên cạnh cái việc sử dụng lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng thì hộp số này ở chế độ thể thao cũng kiểm soát bằng tính năng phanh động cơ vô cùng hiệu quả. Trong điều kiện di chuyển bình thường với những con dốc xuống vừa phải thì chúng tôi gần như là không bao giờ phải sử dụng phanh. Một trong những vũ khí nữa của Volkswagen Touareg trên địa hình này đó chính là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Khi mà di chuyển trên địa hình đèo dốc nhiều ôm cua thì lực truyền lại được truyền ra cầu sau nhiều hơn, giúp cho xe ôm cua gọn gàng hơn để tăng sự an toàn cũng như là sự hào hứng khi mà di chuyển trên đường đèo nhiều cua gấp. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm mẫu xe Volkswagen Touareg. Tổng kết lại thì đây là một chiếc xe rộng rãi, tiện nghi, mạnh mẽ và đặc biệt là rất cá tính cả về mặt thiết kế lẫn tính năng vận hành. Và với những quý vị mà đang tìm kiếm một người bạn đồng hành, vừa thể hiện phong cách cá nhân, vừa sử dụng gia đình thì đây là một lựa chọn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, tất cả những chia sẻ trên đây là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Nó có thực sự phong cách, đáng tiền và hấp dẫn hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tiếp Ca.